Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Inox Gaming nha. Thì bây giờ mình đang ở chỗ địa điểm Paragon Fit nè. Có nhiều cái map đây thì mình đang ở chỗ Paragon Fit. Ở tại chân Paragon. Mà mình đã có hai nhiệm vụ đi khu vực chiến đấu rồi. Mình chơi phiên bản Việt thì đâu có thấy cái khu vực chiến đấu nữa ta. Gì đây? Thị trưởng điên à? Đây là thuyền trưởng Caligon Fleet. Thuyền trưởng Caligon. Nhiệm vụ này là gì ta? Nhiệm vụ này là đi là Johnny đang yêu cầu bạn
kiểm tra tình trạng của Calgon và đi tới chỗ phòng ưu tú tại Calgon Fleet và không cần phải chiến đấu với Calgon. Nhưng mà sẽ chiến đấu là sao? Anh ta như thế nào? Anh ta vẫn còn sống chứ? Chắc anh ta vẫn khỏe chứ nhỉ? Làm thế nào? Hãy nói tôi nhiều về anh ấy. Tôi rất là bận người này, tôi không có thời gian để giết thời gian của tôi với bạn. Tôi phải đi bây giờ. À không, bạn có biết cách chiến đấu không? Có chứ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ xin bạn làm những điều vật lý này. Và tôi nghĩ đây chính là việc làm đơn giản cho bạn, nếu như bạn có thể làm những và có thể làm sạch những gì ta như yêu cầu này. Thank you.
thì có cơm à cũng vậy. Sắp lên cấp 33 rồi này thiệt á.
Festival rồi. Đây là cấp 3 đang học gì? Không những chỗ à? Hay rồi. Sẽ đi tới rồi.
tới cảng Marius. Chỗ cả đây còn phí. Xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Mình mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe cho video của mình và kênh của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.